Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5. Quảng Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo phương án tuyển sinh lớp 10. Các giáo sư y khoa Hàn Quốc xin nghỉ việc hàng loạt. Thưa quý vị, chiều qua, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023. Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt đề án tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu của đề án đã hoàn thành, góp phần quan trọng vào củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc, chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển. Luật đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân, góp phần hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép. Tội phạm ma túy trên biển được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm túc, góp phần quan trọng vào kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Kết quả thực hiện đề án cũng góp phần tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới và khu vực hiểu đầy đủ chính xác hơn về chính sách pháp luật quản lý, bảo vệ biển đảo của Việt Nam nói chung, luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức chung hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định, hòa bình, hội nhập và phát triển bền vững. Kết luận tại cuộc họp trực tuyến với các sở ban ngành địa phương về kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa diễn ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị người đứng đầu các sở ban ngành địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương vào cuộc, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Nội dung chủ yếu kế hoạch tập trung vào hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy hoạch, trong đó triển khai rà soát, lập điều chỉnh các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đảm bảo thống nhất đồng bộ với quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Các chương trình dự án để triển khai thực hiện quy hoạch cần ưu tiên các dự án kết cấu hạ tầng có thể tạo sức lan tỏa lớn, có tính kết nối liên vùng, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng của tỉnh, hai vùng, hai cụm động lực, ba hành lang phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị người đứng đầu các sở ban ngành, các địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương vào cuộc triển khai. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan, gửi các ngành, các địa phương rà soát, đối chiếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý các cơ quan liên quan cần quan tâm đến thông tin dữ liệu, phụ lục, danh mục quy hoạch, chương trình, đề án phát triển, nhất là các danh mục công trình ưu tiên đầu tư. Ngoài ra, với từng ngành, từng lĩnh vực, phải có kế hoạch thực hiện các phương án phát triển ngành, lĩnh vực cụ thể, đồng thời thực hiện theo lộ trình, giai đoạn cụ thể gắn với các đề án, chương trình phát triển phù hợp. Sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng đồng chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo phương án tuyển sinh lớp 10 hệ trung học phổ thông công lập không chuyên biệt trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Để khắc phục tồn tại qua 10 năm thực hiện hình thức xét tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông, dự thảo đưa ra phương án mới là thi tuyển theo phân tuyến, kết hợp với đánh giá kết quả rèn luyện, học lực trong 4 năm cấp trung học cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đi sâu làm rõ, phân tích sự cần thiết của việc tuyển sinh lớp 10, ưu nhược điểm của phương án mới được đưa ra, đồng thời nêu lên một số phương án khác như thi tuyển không phân tuyến hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng xét tuyển vào lớp 10 tuy có giảm áp lực cho học sinh, giảm chi phí tổ chức kỳ thi, nhưng lại tồn tại một số nhược điểm khá lớn. Trong đó phải kể đến tâm lý giáo viên, ưu ái học sinh nên nâng đỡ khi chấm bài kiểm tra. Chưa kể việc xét tuyển sẽ tạo nên những cuộc chạy đua khác để làm đẹp hồ sơ, không ngoại trừ tiêu cực. Như vậy, xét tuyển dựa vào điểm học bạ trung học cơ sở không công bằng, khách quan.
đồng thời kéo giảm đáng kể chất lượng đầu vào học sinh lớp 10. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi hình thức từ xét tuyển sang thi tuyển là hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, các ý kiến góp ý, phản biện, những kiến nghị đề xuất của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ được tổng hợp đầy đủ, đồng thời tham mưu giúp cơ quan chủ trì soạn thảo là Sở Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện phương án trên tinh thần đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo từng giai đoạn, đảm bảo quyền được học tập của học sinh trên địa bàn. Được biết, qua khảo sát ý kiến phụ huynh cấp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ phụ huynh đồng ý với phương án mới đạt 40,9%. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn, trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ tư năm 2024, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Bắc Trà My. Đây là đơn vị được tỉnh Quảng Nam chọn làm điểm trong việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc cấp huyện. Sau khi nghe huyện Bắc Trà My báo cáo công tác chuẩn bị trong thời gian qua, các sở ngành ở tỉnh và huyện giải đáp một số thắc mắc kiến nghị của huyện, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Tuấn biểu dương sự cố gắng nỗ lực của huyện Bắc Trà My trong công tác chuẩn bị. Đây là lần thứ hai huyện vùng cao này được chọn đại hội điểm, nên các mặt cho đại hội cũng đã được địa phương chuẩn bị khá chu đáo. Đồng chí Trần Anh Tuấn cho rằng, Đại hội dân tộc thiểu số là dịp để khơi dậy, thắt chặt tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn, ghi nhận và biểu dương những cá nhân tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc, là dịp để nhìn lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, đến thời điểm hiện nay, huyện Bắc Trà My cần rà soát lại các phần việc đã, đang, còn dang dở và sớm hoàn thành, đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trục đường nội thị, để đồng bào các dân tộc hiểu và biết sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Huyện cũng cần sát báo đại biểu tỉnh và các huyện bạn tham dự để có sự tiếp đón trân trọng, tập trung yếu tố an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau đại hội. Cân nhắc số lượng đại biểu theo thành phần dân tộc, giao cho huyện bổ sung thêm thành phần đại biểu mời dự. Về kinh phí thì tỉnh giao cho huyện có báo cáo gửi ban dân tộc, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ bổ sung thêm 200 triệu kinh phí để tổ chức đại hội. Toàn huyện Bắc Trà My có hơn 48.000 dân, trong đó có gần 27.000 đồng bào dân tộc thiểu số, với 27 dân tộc anh em và có 5 dân tộc chính sinh sống trên địa bàn. Thưa quý vị, hòa trong không khí chào mừng 49 năm ngày giải phóng Quảng Nam, 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng qua, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức lễ khai mạc Giải Thể thao Học sinh Phổ thông tỉnh năm học 2023-2024. Tham dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn, lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương. Diễn ra từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4, Giải Thể thao Học sinh Trung học Phổ thông tỉnh lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 4.900 vận động viên của 74 đoàn đến từ các phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Tại giải, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 13 môn thi đấu, gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, thể dục aerobic, kéo co, đẩy gậy, cờ vua và võ cổ truyền. Trong đó, môn bóng đá nam và bóng chuyền khối trung học phổ thông đã tiến hành thi đấu vòng loại từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3. Đây là dịp để toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, rèn luyện sức khỏe trong học sinh phổ thông, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao của các trường học, phòng giáo dục đào tạo các địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp ngành tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia thi đấu tại Hội khỏe phù động toàn quốc lần thứ 10 khu vực 3 năm 2024 do Quảng Nam đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tới đây. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở bộ môn kéo co khối phòng giáo dục đào tạo. Với tinh thần thi đấu hết mình, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, các vận động viên đã cống hiến những trận đấu hết sức giằng co hấp dẫn, mang đến không khí đầy hào hứng sôi nổi cho nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh sáng qua. Sáng qua, tại công viên Bầu Hà Kiều, thị trấn Hà Lam, Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc Trại Sáng tác Văn học Nghệ thuật năm 2024. Trại sáng tác diễn ra trong 2 ngày từ ngày 26 tháng 3 đến hết ngày 27 tháng 3 với sự tham gia của 39 hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.
Trong chương trình, các tác giả sẽ tham gia các hoạt động thực tế sáng tác trại thôn Linh Cang, xã Bình Phú, thăm di tích cuộc đấu tranh Chợ Được Hà Lam, di tích lăng bà Chợ Được, xã Bình Triều, căn cứ Lỗng Bầu Bính, làng nghề nước mắm Cửa Khe, xã Bình Dương, thăm chợ Tây Giang, xã Bình Sa và bến sông Đồng Trì, giao lưu cùng với nhân dân xã Bình Hải. Đây là dịp để các văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật gần gũi với thiên nhiên, với cuộc sống đời thường, phản ánh sự phát triển của đất và người Thăng Bình. Hội trại lần này cũng là cơ hội để sức mạnh văn hóa Quảng Nam nói chung và của huyện Thăng Bình nói riêng được lan tỏa, các giá trị văn hóa lịch sử của tỉnh, của huyện được thẩm thấu qua lăng kính thẩm mỹ có tính sáng tạo, qua ngồi bút giàu tính nghệ thuật của các văn nghệ sĩ tham gia trại sáng tác. Kết thúc trại sáng tác, các tác giả sẽ gửi tác phẩm sáng tác trong chuyến đi thực tế cho ban thẩm định chuyên môn đánh giá và sẽ được giới thiệu trong buổi công bố giới thiệu tác phẩm mới vào khoảng tháng 7 năm 2024. Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 3, huyện Tây Giang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới 22 tháng 3, Ngày Khí tượng Thế Giới 23 tháng 3, Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức, cộng đồng dân cư về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước, vai trò thông tin dự báo, cảnh báo chủ động các biện pháp phòng ngừa ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu phát thải, chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực. Theo đó, để hưởng ứng sự kiện, các ngành ủy ban nhân dân các xã đã phát động trồng rừng, bảo vệ nguồn nước, sử dụng điện nước tiết kiệm, thực hiện lối sống xanh lành mạnh, tổ chức tuyên truyền tại các khu dân cư về ý thức trách nhiệm người dân, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, nói không với việc tiêu thụ sử dụng động vật hoang dã trái phép. Ngành chuyên môn của huyện đã tổ chức treo băng rôn tại các khu vực công cộng, đông dân cư, các trục đường chính, trụ sở các cơ quan, đơn vị. Phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã tuyên truyền phổ biến luật tài nguyên nước, luật bảo vệ môi trường năm 2020, luật đa dạng sinh học 2018, vận động người dân tăng cường bảo vệ nguồn nước, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật hoang dã. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024, sáng qua lãnh đạo huyện Đông Giang đã đến thăm và chúc mừng Ban Thường vụ huyện đoàn. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo huyện đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ trong Ban Thường vụ huyện đoàn, đồng thời ghi nhận những cố gắng, những thành tựu và những cống hiến của tổ chức đoàn đối với sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, huyện đoàn đã cùng với chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tham gia hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với nhân dân và các tầng lớp đoàn viên thanh niên. Trong thời gian đến, các đồng chí mong rằng phát huy truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ huyện đoàn và các cấp đoàn cơ sở sẽ tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác vận động đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, xóa đói giảm nghèo trong hộ đoàn viên thanh niên, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Huyện đoàn và các cấp đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa như lễ khởi động tháng thanh niên, tổ chức hoạt động về nguồn, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ. Thưa quý vị, sáng qua tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, thảo luận về 8 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 4 hội nghị được tổ chức. Các đại biểu đã đóng góp 323 lượt ý kiến đối với 25 dự án luật và một dự thảo nghị quyết. Những vấn đề quan trọng đều được đưa ra hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Một số dự án luật khó như luật đất đai, luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Nhờ có hoạt động của hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách mà chất lượng được nâng lên, đạt được sự thống nhất có biểu quyết rất cao của đại biểu Quốc hội khi xem xét thông qua các dự án luật. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 dự kiến diễn ra trong 2 ngày rưỡi để thảo luận cho ý kiến đối với 8 dự án luật. 8 dự án luật này đã được Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 với 969 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, hội trường và 30 ý kiến mà đại biểu Quốc hội gửi bằng văn bản.
Tất cả các ý kiến này đều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa, chỉnh lý và giải trình để hoàn thiện các dự thảo luật. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo các ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự án luật. Bước sang giai đoạn 2, trách nhiệm của các cơ quan chủ trì thẩm tra. Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hầu như không có sự thay đổi, cơ quan nào chủ trì không còn quan trọng nữa vì đã có sự phối hợp với nhau rất chặt chẽ từ sớm, từ xa và đồng hành với nhau, từ cơ quan trình và cơ quan thẩm tra theo nhau, từ khi bắt đầu trình dự án luật cho đến khi Quốc hội thông qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội cho ý kiến đối với những vấn đề lớn và những vấn đề cho đến nay vẫn còn có ý kiến khác nhau hoặc phương án khác nhau. Các đại biểu rà soát những vấn đề liên quan đến áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có giá trị để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới. Sáng qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu kết nối di sản miền Trung. Trong ngày khai trương, đoàn tàu gồm 10 toa xe, trong đó 2 toa xe cộng đồng, lăn bánh, đưa du khách đi qua đèo Hải Vân, nơi được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quang, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp, với một bên là dãy Trường Sơn trùng điệp, một bên là biển cả mênh mông. Trong khoảng 3 giờ đồng hồ di chuyển, du khách cũng sẽ được thưởng thức ẩm thực cùng những màn trình diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Trong thời gian đầu đưa vào khai thác, đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm điều hòa hiện đại và một toa xe sinh hoạt cộng đồng. Tại ga Đà Nẵng và ga Huế, ngành đường sắt bố trí phòng chờ VIP để phục vụ hành khách. Mỗi ngày sẽ có 2 đôi tàu du lịch có hành trình Huế-Đà Nẵng và ngược lại di chuyển trong các khung giờ của buổi sáng chiều. Ngay khu vực trước ga Huế và ga Đà Nẵng, hệ thống xe đạp cho thuê tự động được bố trí để thuận tiện cho du khách tham quan các danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá cho các tổ chức cá nhân khi tham quan các điểm du lịch tại Huế. Trong tháng khai trương, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng một vé, giá vé tháng 900.000 đồng một vé, riêng vé tháng mua tại các nhà ga, và giảm giá từ 10 đến 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách. Thưa quý vị, hiện nay, dọc hai bên đường chạy theo bờ sông Tam Kỳ dài tầm 3 km, có khoảng hàng trăm cây xưa từ vài chục năm đến vài 300 năm tuổi, được các hộ dân trồng dọc hai bên đường trong làng. Người dân nơi đây đều xem cây xưa là đặc sản, là danh lam thắng cảnh của làng nên rất có ý thức bảo vệ, bảo tồn và phát triển số lượng cây xưa. Làng cũng đã có hương ước nghiêm cấm chặt khai thác xưa. Đáng quan tâm với những giá trị gắn liền với sự hình thành vùng đất ven sông Tam Kỳ. Đồng thời, đây cũng là loài giáng hương ấn được ghi nhận trong danh sách đỏ của IUCN, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, quần thể cây xưa tại làng Hương Trà, phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, vừa được công nhận đã đạt đầy đủ các tiêu chí là cây di sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Gia đình ông Bùi Thanh Tuấn có nhiều thế hệ gắn bó với làng Hương Trà nằm ven sông Tam Kỳ. Qua lời người xưa kể lại, ông Tuấn cho biết, từ buổi đầu lập làng, cây xưa được trồng trước ngõ. Qua thời gian cây xưa lớn dần lên, cành lá sum suê, giữ chắc cho đường đê và ngôi làng bình yên trước phong ba bão lũ. Cùng nỗ lực giữ gìn của người dân, chính quyền địa phương, hàng xưa cổ thụ được bảo tồn nguyên vẹn, luôn gắn bó mật thiết và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Đối với người dân ở địa phương thì được chỉ đạo của nhà nước, chính quyền địa phương đấy, phường, thành phố, người ta dân rất là quý trọng cái cây xưa này, người ta rất bảo vệ, không cho chặt phá, không cho đốn cành rã cánh, người ta giữ để cho nó phát triển. Những cái cây nào mà có cái tuổi thọ nó cô á, mà có hơi bị héo vì mùa nắng á, thì người dân địa phương đây người ta cũng kịp thời bố với chính quyền địa phương và bố với công ty công viên cây xanh, rồi người ta xuống dọn dẹp vệ sinh cái thân cây, rồi người ta chăm sóc, người ta tưới nước bón phân để cho nó phát triển. Thông qua các đợt khảo sát, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đánh giá cao sự phân bố của quần thể cây trồng giáng hương ở làng Hương Trà với hơn 50 cây có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm tuổi. Cây lớn tuổi nhất có chu vi tại gốc là 2,7 m, độ cao 9,2 m,
đồng thời quyết định công nhận 9 cây giáng hương đạt đầy đủ các tiêu chí là cây di sản Việt Nam. Được thông tin của nhà nước trên mạng thì người dân rất quý, quý tờ rằng đã có sự chăm sóc của người dân địa phương rồi, bây giờ là có nhà nước nữa. Thì như vậy là có cả nhân dân và nhà nước đều bảo vệ, thì tin tưởng rằng cái hồng xưa này nó sẽ được được chăm sóc cẩn thận hơn và sẽ nhân rộng ra hơn nữa. Hoa xưa vàng Quảng Nam, màu vàng, thường nở hai đợt hàng năm, mỗi đợt hoa nở kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Không chỉ gây thương nhớ bởi sắc vàng rực rỡ, hương xưa còn có mùi thơm dịu nhẹ, bay xa, nên hoa còn được gọi là giáng hương hay cửu lý hương. Đây cũng là nét đặc trưng, thu hút thường xuyên nhiều người dân du khách nô nức đến check-in, chụp ảnh tại con đường thơm mộng có hàng xưa cổ thụ ven sông, đồng thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, dã ngoại. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam là công nhận là cây di sản của Việt Nam á. Thì mọi người, bạn bè, nhất là bạn bè mình lớn mình ở xa đều chuyển tiếp cái tin nó liền về cho mình. Và cảm thấy mình rất là vui và tự hào. Và sau đó bao nhiêu cái ký ức ùa về là từ xa xưa. Từ năm 2010 đến nay, thành phố Tam Kỳ quy hoạch trồng và bảo tồn hàng nghìn cây xưa nhằm xây dựng hình ảnh thành phố hoa vàng. Mỗi dịp cuối tháng 3, tháng 4 hàng năm, thành phố rợp trong sắc vàng của hoa xưa. Và đây cũng là thời điểm du khách sẽ có dịp hòa mình cùng sắc xưa vàng ở Tam Kỳ khi tham dự lễ hội Tam Kỳ mùa hoa xưa. Năm nay với chủ đề sắc xưa hương trà, lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 4, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, thú vị. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, tình hình căng thẳng y tế kéo dài hơn một tháng qua ở Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các giáo sư y khoa của nhiều trường đại học ở nước này đã bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc nhằm ủng hộ các bác sĩ tập sự. Các giáo sư y khoa ở Hàn Quốc chính là lực lượng bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện đại học lớn. Theo Hiệp hội Giáo sư y khoa Hàn Quốc, các giáo sư của 19 trong tổng số 40 trường y trên toàn quốc đã ký một tuyên bố chung phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh của chính phủ và thông báo bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc ngay trong ngày. Nhóm giáo sư này cũng giảm giờ làm xuống 52 giờ mỗi tuần thông qua việc điều chỉnh lịch phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác cho đến khi đơn từ chức được chấp thuận. Họ tuyên bố sẽ chỉ đàm phán nếu chính phủ bãi bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Hành động tập thể của các giáo sư y khoa khiến dư luận lo ngại sẽ làm tê liệt thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. Các cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu EU đã mở cuộc điều tra về việc liệu các công ty công nghệ Apple, Google và Meta có vi phạm quy định trong đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU hay không. Đây là cuộc điều tra đầu tiên được triển khai theo DMA vốn có hiệu lực từ đầu tháng 3 nhằm ngăn chặn những gã khổng lồ công nghệ kiểm soát thị trường kỹ thuật số. Trong một thông báo, Ủy ban châu Âu cho biết, cuộc điều tra nhằm đánh giá liệu Google và Apple có tuân thủ các quy định của đạo luật yêu cầu các công ty công nghệ cho phép nhà phát triển ứng dụng hướng người dùng đến các phần mềm hoặc ứng dụng có sẵn bên ngoài, các nền tảng kho ứng dụng của họ hay không. EC quan ngại hai công ty trên đang áp đặt những hạn chế với giới hạn khác nhau và bao gồm cả việc tính phí nhằm ngăn cản các ứng dụng xuất hiện trong danh mục các ứng dụng không phải trả tiền. Cơ quan này cũng đang xem xét liệu tùy chọn trả tiền hoặc đồng ý của Meta để người dùng trả phí hàng tháng cho các phiên bản Facebook hoặc Instagram không có quảng cáo có vi phạm việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng hay không. Truyền thông quốc tế đang lan truyền câu chuyện về một thiếu niên 15 tuổi được xem như người hùng. Sau khi em dũng cảm giúp hơn 100 người thoát khỏi vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Moscow tuần trước. Theo đài Fox News của Mỹ hôm 24 tháng 3, thiếu niên 15 tuổi này tên Islam Khalilov là nhân viên bán thời trang tại nhà hát Crosses City Hall vào thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố tối 22 tháng 3. Islam Khalilov quen thuộc với tòa nhà này và điều đó giúp em hành động nhanh chóng hướng dẫn người tại hiện trường tới nơi an toàn. Theo đài RT của Nga, dù được khen ngợi là người hùng, thiếu niên 15 tuổi cho biết cậu chỉ làm công việc cần làm của mình. Giải thích điều gì đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi, Khalilov cho biết, thà hy sinh bản thân mình còn hơn để 100 người chết. Thưa quý vị, những tín đồ tại đạo Hindu trên khắp Ấn Độ và thế giới đang tưng bừng chào đón lễ hội sắc màu Holi, lễ hội đánh dấu sự kết thúc của một mùa đông khắc nghiệt để chào đón mùa xuân tràn đầy sức sống với hy vọng về một mùa màng bội thu.
Ngoài ra, sự kiện cũng mang ý nghĩa cải thiện chiến thắng gây ác, chấm dứt xung đột, xóa bỏ những điều không may mắn. Lễ hội sắc màu Holi năm nay diễn ra vào ngày 25 tháng 3 và thường kéo dài 2 ngày, là một trong những lễ hội phổ biến nhất của đạo Hindu với nhiều truyền thống khác nhau trên khắp Ấn Độ. Vào ngày lễ, người dân sẽ tụ tập nhâm nhi các loại đồ uống ngọt, thưởng thức thanh đai và ném bột màu vào nhau một cách vui vẻ. Màu sắc khác nhau mang những ý nghĩa khác nhau. Màu xanh là biểu tượng của sự tinh khiết, màu đỏ tươi chính là màu của lễ hội và biểu tượng cho sự thay đổi, màu cam là màu của hạnh phúc. Ngoài ném bột màu vào nhau, tại thị trấn Mathura phía bắc Ấn Độ, phụ nữ ăn mừng ngày này bằng cách dùng gậy tre đánh đàn ông để đáp lại sự trêu chọc của họ như một phần của nghi lễ. Holi cũng là lễ hội của sự tha thứ và của sự khởi đầu mới, mục đích tạo ra sự hài hòa trong xã hội, bãi bỏ đằng sau mọi thù hận, oán ghét. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 68 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 68 đến 93%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 93%, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 55 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm từ 58 đến 97%, gió nhẹ. Thời lượng dành cho chương trình Thông tin ngày mới đến đây cũng đã kết thúc. Chương trình được phát sóng vào 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, kính chào tạm biệt.